Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, comment cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nha. Kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem, chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong buổi kể chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe qua câu chuyện của ông Năm Đốc. Ông Năm Đốc thì quê ở An Giang và năm nay ông đã được 67 tuổi rồi. Ông chia sẻ câu chuyện này lúc đó ông chỉ mới có làm cậu thanh niên khoảng 22-23 tuổi thôi cả nhà. Thì câu chuyện này kể rất là rùng rợn, kể về một con quỷ nhập tràng. Lúc đó đó thì ông Năm Đốc mới là đi theo gia đình lên cái vùng mà gần biên giới, núi đồi rồi dữ lắm. Thì ở trên đó để mà mằng ăn. Cái lúc đó đó, trong cái làng xóm đó thì bà con ở rất là thưa nha cả nhà. Cỡ mà những người mà người ta bà con thân thuộc với nhau á, thì người ta ở thành cụm vậy, 4-5 cái nhà ở gần nhau. Rồi xa xa ra mới có cái nhà, cách ít nhất cũng phải là 200-300 thước. Nhưng mà cái đoạn đường đi á, thì nó không có được bằng phẳng. Đi thì cứ phải lên dốc xuống dốc này nọ rồi đi cực khổ lắm. Thì ở đó nó có gần chỗ của ông Năm Đốc á, thì có một cái nhà. Cái nhà này á là của ba mẹ con. Thì gồm có cái người mẹ lúc đó là chừng 40 ngoài à. Còn cái người con trai độ khoảng 20 và cái người con gái thì độ khoảng có 14 tuổi thôi. Cái người chồng á các bạn, thì lúc đó trước đó đó là ông đi mằng sao đó, rồi nó kiểu chết mà ông mất xác luôn, không có tìm được cái xác. Mà chết trước đó lâu lắm nha. Lúc mà cậu thanh niên con trai lớn á, thì con trai lớn thì Bảo sẽ gọi là Tâm đi, còn cái người con gái nhỏ Bảo sẽ gọi là Liên ha. Thì khi mà chú Tâm khoảng chừng 10 tuổi gì à là ông đã mất rồi. Bởi vậy á, là cái bà này là bà kêu là bà Tư ha. Thì cái bà Tư này á, bà nuôi hai đứa con lớn lên vậy. Nhưng mà do bà cằn cỗi rồi bà lo lắng này nọ nhiều việc, mằn mụn rất là cực khổ, cho nên bà mang một cái chứng bệnh. Ông Năm Đốc khi đó tới đó đó là chuyện đã xảy ra rồi nha các bạn. Nghe kể lại đó, thì cái bà này á, bà bệnh hoạn hoài à. Mà ở trong đó thì cực khổ, thầy thuốc thì ở rất là xa. Với lại á, những cái đồ mà họ dùng để làm thuốc uống khi mà bệnh hoạn này nọ thì chỉ có kiểu là những cây rừng, lá rừng thôi. Chứ đâu có thầy thuốc hay thuốc tây gì, tại câu chuyện này cũng khá là xa xưa rồi. Ông Năm Đốc chỉ nghe kể lại. Thì cái người mẹ đó, hằng ngày á, thì bà mằng đủ thứ hết trơn. Thí dụ như bà đi lên trên rừng, bà hái nấm, hay những cái thứ có thể là đem xuống dưới lại khu vực đông người á để mà buôn bán trao đổi rồi đó. Thì bà mằng quá mằng đi, cái hôm đó trời mưa rất là lớn luôn. Thì khi mà bà đi á, lúc nào bà cũng dẫn theo cô Liên. Còn chú Tâm á, thì chú Tâm đi mằng mụn những cái việc khác. Ai kêu gì thì chú Tâm mằng, những cái việc mà phụ với người ta buôn bán ngoài chợ thì mằng hết, nếu chưa ai kêu lật mằng. Mà nhà của bà Tư thì ở cách xa những cái nhà khác. Bà ở giống như là một cái đường lên dốc xuống dốc này nọ, thì bà ở sâu bên trong vậy đó. Cái lúc đó đó, cái bữa đó trời mưa quá lớn đi. Thì khi mà bà về được tới nhà, lúc đó bà bệnh hoạn lắm. Rồi sức bà yếu nữa. Cái chú Tâm mới đi ra phía sau sắc một lần thuốc cho bà uống. Bà uống xong xuôi đâu đó rồi nha, mà bà thấy quá mệt người rồi. Thì trải qua đâu 2 ngày bà ở nhà, chứ bà không đi mằn mụn gì hết. Cô Liên với lại chú Tâm cũng ở nhà chăm sóc cho mẹ. Cho đến ngày thứ 2 á, thì hình như là bà Tư bà biết là cái sức khỏe bà không vượt qua được rồi. Bà mới nói, bà nói với lại chú Tâm với cô Liên. Bà giấu nha, bà không nói chứ, bà nói như vậy nè. Bà nói hai đứa con á, sau này phải cố gắng thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Nhớ nghe con, không có được
cẩu thả mà không lo lắng cho em con nghe Tâm, còn con Liên phải nghe lời anh. Anh em nương tựa, giúp đỡ nhau, dáng mà sống cho vui vẻ nghe con. Đó, thì bà nói vậy đó, bà cũng ứa nước mắt. Chú Tâm với cô Liên sợ mẹ mình là bệnh hoạn này nọ, cố gắng đi lo. Thì trong đầu của bà Tư á, bà đã có dự định sẵn rồi cả nhà. Bởi bà biết hai đứa con của bà nó có hiếu lắm. Lỡ bà nằm đây bà bệnh hoạn vậy á, tụi nó sẽ khổ. Rồi đi nhờ thầy thuốc các kiểu này nọ đó, thì cuộc sống của tụi nó sau này sẽ khổ sở. Tấm lòng người mẹ rất là đáng quý. Thì bà suy nghĩ trong đầu á, bà sẽ tìm cách bà gạt hai đứa con mình, để cho hai đứa con nó đi vô cái việc mà làm việc này việc kia. Bà giống như bà cố gắng bà tỏ ra bà khỏe đó. Đến khoảng 3 ngày sau, cái bà mới kêu bà, mà trước 3 ngày nay á, 3 ngày nay bà lúc nào bà cũng dòm con hết trơn. Rồi bà nắm tay, nắm vai, bà ôm, bà hung này nọ, bà làm. Bà biết mà, bà có dự định sẵn rồi. Cái đến cái ngày đó cái bà mới nói á, là bây giờ má khỏe rồi, hai đứa con đi lên trên mằng việc đi, chứ không mằng lấy gì mà ăn. Rồi bà mới chỉ chỗ cho mấy đứa con bà biết là số tiền mà bà dành dụm này nọ, những cái thứ mà bà cất giấu ở trong nhà khi mà lo lắng cho hai đứa con. Bà chỉ xong xuôi đâu đó rồi thì bà mới nói là tụi con lớn rồi, phải biết tự giữ những cái này. Rồi bà căn dặn này căn dặn nọ, mà tâm trí của chú Tâm với lại cô Liên lúc đó thương mẹ mình, thấy mẹ mình khỏe thì mừng quá đi. Với lại á, nhà ở thì cũng vắng, không có được tiếp xúc nhiều, cho nên á là nói chung là không có được sáng và tinh ý ra để biết được là mẹ mình đang chăn chối. Thì cái lúc đó cái hai người mới mừng quá đi, nói mẹ ơi, mẹ ở nhà thì mẹ giữ đi chứ sao mẹ kêu tụi con giữ. Thì tụi con lớn rồi, phải biết chăm lo và giữ gìn, chứ lúc nào cũng bắt mẹ giữ hoài sao. Rồi hai người con á mới vâng lời mẹ và không có dám cãi. Thì khi mà chú Tâm với cô Liên đi ra bên ngoài á, bà ở đây bà dòm ra, bà chảy nước mắt, bà kêu con lại. Rồi bà ôm thiệt là chặt, bà nói nè tụi con, mẹ thương tụi con lắm, nhưng mà tụi con nhớ nha, dẫu mà không có mẹ, tụi con đi mằng á cũng phải biết thương yêu nhau nghe chưa. Thấy bà nói chuyện mà ứa nước mắt, chú Tâm cũng hơi nghi nghi. Có điều á, bà lại tiếp tục nói, mẹ dặn vậy thôi, chứ có mẹ mà, mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ hai đứa con hết. Rồi một hồi sau, bà lại cố gắng đè nén cái cảm xúc của mình và trở nên một cách hết sức bình thường. Sau đó là hai người con mới đồng ý ra đi. Và đi đi mằng. Thì mằng thì tối thì cũng về thôi cả nhà. Còn khi mà hai đứa con đi rồi đó, thì bà Tư, bà mới ứa nước mắt. Rồi bà đi cả nhà. Bà bỏ căn nhà bà đi, bà đi sâu vào trong rừng á, để ý định rằng á là bà sẽ chết trong đó, bởi bà biết cái sức khỏe của bà là không có sống nổi rồi. Để hai đứa con của mình á nó không phải là chịu cực chịu khổ lộ cho cái bệnh của mình. Rồi bà mới đi qua nhà của một cái gia đình. Cái gia đình đó là bảo sẽ gọi là gia đình của ông bà Bảy đi. Thì ông bà Bảy đó có con cái đàng hoàng, nhưng mà do là cũng bất hạnh ở một chỗ là con cái của ông bà Bảy á là không có lo cho ông bà. Có điều ông bà vẫn còn khỏe mạnh. Rồi mằng mụn này nọ với lại cũng có của, cho nên là không đến đổi gì. Ông bà Bảy này thì rất là thương, thương bà Tư lắm. Giai giới thì cái kiểu giống như là cũng là chú bác đó, nhưng mà bảo kể theo kiểu là giai anh đi, cho mình khỏi bị lộn mấy cái người ông cố ông này ông nọ thì hơi bị lấn cấn rồi mọi người khó hiểu nữa. Ông bà Bảy đó ha, thương gia đình của bà Tư dữ lắm.
Cái bữa đó bà Tư mới qua. Bà qua thì bà cũng nói chuyện bình thường thôi. Sau đó bà mới nói theo kiểu là gửi lợi hai đứa con. Thấy bà Tư bữa nay nói cái chuyện có cái gì lạ, cho nên ông Bảy mới hỏi á, sao tao thấy bữa nay nhìn mày á hơi bị tiều tụy, rồi sao mà nói chuyện như kiểu chăn chối vậy mày? Dạ không có gì đâu anh Bảy ơi, anh Bảy với chị Bảy yên tâm. Em á thì cũng mằn mụn bao nhiêu lâu, cho nên á sức khỏe nó yếu. Em thì em muốn gửi, tại thấy anh chị thương mấy cháu, thương gia đình em, thì em nói như vậy thôi, chứ không có chuyện gì khác đâu. Thì nói xong bà mới đi cả nhà. Thì khi bà đi á, ông bà Bảy cũng lo lo trong bụng mà không biết làm sao. Nhưng mà bà Tư thì bà chỉ nói bà đi mằng thôi. Cuối cùng thì đâu cỡ 2 ngày trời nha, không thấy bà Tư trở về. Ông bà Bảy phần nào đã nghi rồi, đoán rồi. Nói rồi rồi rồi, con nhỏ này bữa đó nói chuyện như chăn chối vậy. Rồi ông bà Bảy mới hỏi chú Tâm và kể cả cô Liên. Sau đó ông bà Bảy chắc chắn rồi, chắc chắn là bà Tư đã bệnh hoạn này nọ. Ông bà Bảy lớn tuổi mà, rồi hiểu được cái chuyện của bà Tư bà làm. Nói rồi con nhỏ này là nó cố tình nó đi trong rừng nó chết rồi, mà bây giờ biết đường đâu mà tìm mà kiếm. Con cái á là không muốn cho hai đứa con của bà Tư, tức là chú Tâm và cô Liên, trở nên đau lòng. Rồi vì cái việc đó đó, ông bà Bảy mới giấu như vậy nè cả nhà. Ông bà Bảy mới nói với chú Tâm với cô Liên á, nói là tụi con ơi, bây giờ á là má của bay có qua nói chuyện với tao, nói rằng á là đi mằng ở xa chắc cũng vài năm mới về, cho nên á có gửi hai đứa con lại với ông bà Bảy. Thì hai đứa đừng có suy nghĩ gì dẫn dơ hết. Hồi trước mẹ tụi con dặn cái gì thì tụi con phải nhớ, làm lụng theo những cái lời đó. Những gì mà mẹ tụi con dặn thì phải ghi khắc trong lòng, không có được quên nghe chưa. Chú Tâm và cô Liên nói gì nói thì cái tuổi đời cũng vẫn còn nhỏ dại và không có được tiếp xúc nhiều với mọi người, cho nên kinh nghiệm sống gần như là nó rất là thấp. Nghe ông bà Bảy nói như vậy, tuy buồn là có buồn, nhưng dẫu sao á vẫn rất là thương mẹ, và trong lòng đang chờ đợi cái ngày mà mẹ mình trở về, những lời mẹ mình dặn sẽ cố gắng và làm theo. Thì sau khi mà chú Tâm và cô Liên trở về, ông bà Bảy chảy nước mắt nói chuyện với nhau. Ông Bảy nói á, khổ thay không, con nhỏ nó gì thương con nó, bà nó bỏ đi vô trong rừng. Trời ơi, vô trong đó rồi á thì chết làm sao mà còn thấy xác. Bà Bảy cũng khóc nức nở, rồi nói với ông Bảy, thôi ông ơi, tiếc rằng á là mình không có biết để ngăn chặn cái việc đó, nhưng thôi chuyện nó cũng qua rồi, việc còn lại là phải nhớ cái lời chăn chối của con Tư. Vợ chồng mình có con cái thật, nhưng mà tụi nó lại bất hiếu, không có lo cho mình. Nào giờ gia đình con Tư sớm hôm bệnh hoạn gì nó cũng tiếp mình hết, và mình coi tụi nó như là con cháu trong nhà. Vậy tôi với ông phải cố gắng coi thằng Tâm với con Liên như con ruột của mình, chăm sóc tụi nó, dạy cho tụi nó biết mằn ăn, không phụ lòng của con Tư nghe ông. Hai ông bà đều chảy nước mắt và dòm về phía xa xăm. Thì sau đó đó, được khoảng một ngày thì bất ngờ bà Tư bà quay trở về. Quay trở về nhà thì kể cả Tâm và Liên cũng đều giật mình, bởi vì ông Bảy đã nói là mẹ mình đi mằng rất là xa, khoảng 1-2 năm mới về, mà sao bây giờ bà lại trở về.
Con cái gặp mẹ mừng quá mới định chạy ra ôm. Trời lúc đó là khuya rồi. Thì khi mà chạy ra rồi đó nha, bà Tư á, bà mới dòm, bà dòm hai người này mà cái kiểu giống như là chờ đợi cái thời gian, cái thời khắc quan trọng để cho cái dông quỷ mà nó nhập tràn vô cái xác bà Tư nè, trở về là nhập tràn rồi chứ không còn là bà Tư nữa, bởi vì bà Tư bà chết rồi cả nhà. Đó thì sau đó đó nó dòm nha, nó dòm thì nó giống như cái kiểu là nó xuống nó bắt người thôi, nó kiếm cách nó bắt người thôi. Nhưng mà nó nghe theo kiểu là hai người này tự nhiên ra kêu là cha mẹ đó, quỷ mà cả nhà nó biết, thì nó mới nói là ừ mẹ đi về rồi nè mấy đứa. Thì nó mới chỉ vô trong nhà, nó kêu là phải dẹp cái bàn thờ. Tự động mẹ mình mới về lại kêu dẹp cái bàn thờ này nọ, nhưng mà không phải dẹp là đổ hết nha, nó chỉ kêu là xây theo cái hướng khác để cho nó vô nhà được cả nhà. Chú Tâm với cô Liên thì nào có biết cái chuyện gì đâu, mẹ mình về kêu sao thì nghe theo như vậy, nào giờ là có hiếu, thì vô mới xây chuyển cái bàn thờ qua cái hướng khác thì con quỷ nó vô nhà được, con quỷ nhập tràng nó vô nhà được. Nhưng mà đâu phải là dễ mà nó bắt liền chú Tâm với cô Liên, thì nó mới ở trong nhà nó mới nói là nó đói bụng, nó kêu là phải là đi làm này làm kia cho nó ăn. Còn chú Tâm với cô Liên thì đâu có biết đó là quỷ nhập tràng, tưởng là mẹ mình mà lợi gần thì cái kiểu cảm giác cái gì đó nó hôi hôi, nhưng mà chỉ nghĩ rằng là mẹ mình đi mằng này nọ rồi đi về mệt nhọc thì có mùi hôi thôi. Và hai người cũng không có để ý là bà Tư nếu như mà đi mằng thì sẽ đem theo hành trang, đi về cũng phải có hành trang, đằng này không có gì hết, chỉ có thằng Không vậy đi vô trong nhà. Con cái thì thương mẹ quá đi, hai người con mới đi lấy những cái đồ ăn rồi mằng này nọ đem vô cho bà ăn, định là ăn cơm chung với bà nhưng bà không cho, bà nói là đem vô buồng cho mẹ rồi mẹ ăn ở trong đó, mẹ mệt mẹ nghỉ, hai đứa con ở ngoài mà nhớ nè, mẹ đi về á tụi con đừng có nói với ai nghe nghe không. Chú Tâm với cô Liên thì không hiểu lý do tại sao mà không cho nói ra bên ngoài, bởi vì khi gặp mẹ mình về á, nói chuyện xong xuôi rồi, chú Tâm và cô Liên cũng dự định là sẽ đi qua nói chuyện với ông Bảy cho ông Bảy ông mừng, nhưng mà ai có ngờ đâu mẹ mình lại không cho nói ra bên ngoài. Và hai người con này thì thuộc cái dạng quá hiếu rồi, mẹ nói sao nghe vậy, cho nên á là họ không nói ra. Thì đâu hai ngày sau nha, vẫn ở trong nhà, cái dông quỷ nhập tràng nó ở trong nhà, nó ở trong nhà rồi nó cứ ăn uống vậy mà nó không có mằn mụn gì hết trơn. Còn chú Tâm với cô Liên thì mẹ mình mệt mẹ mình nghỉ, hai người cũng đi mằn bình thường vậy đó, nhưng mà mằn về được bao nhiêu hồi trước á, bà Tư á, thì giống như bà biết mằn được bao nhiêu đó bà để dành, bà ăn uống rất là cần kiệm, bà chỉ nhường cho hai đứa con thôi. Còn bây giờ thì ngược lại, cứ ra kêu hoài, kêu là phải là mua cái này, mua gà, mua cái này, mua cái kia ha, con vặt trong rừng này nọ, kêu đi bắt về cho ăn. Hai ba ngày vậy á, đêm hôm ngủ ngơi thì hai anh em có cảm giác á, nó lạnh trong nhà, nó lạnh lắm. Mà sao lâu lâu á, lại có cái cảm giác như là mẹ mình liếc dọc liếc xéo, còn dòm lại thì thấy bình thường. Cái tối bữa đó, chú Tâm với cô Liên á, do là hồi trước thì bà Tư bà ngủ với lại cô Liên, chú Tâm thì ngủ bên ngoài. Nhưng mà từ khi mẹ mình về cái đợt này nè, bà Tư lại không cho cô Liên ngủ chung, ở trong đóng cửa kín mít vậy hoài. Cô Liên phải đi ra bên ngoài và ngủ với lại chú Tâm. Hai anh em đang ngủ vậy thì cô Liên ngủ sát trong vách, còn chú Tâm thì ngủ bên ngoài. À, cái khuya đêm đó đang ngủ ngon lành như vậy, tự động chú Tâm cảm giác sao mà nó cứ lạnh, mà nghe cái tiếng giống như là ai mà cười cái giọng cười ghê lắm, cười khè mà cười rất là nhỏ nha, tưởng là em gái ngủ rồi ngái hay hoặc nằm mơ gì,
chú Tâm mới quay qua giờ mà để ý 2-3 lần như vậy thì vẫn thấy là cô Liên có nằm ngủ im ru rồi chứ đâu có cái dấu hiệu gì đâu. Cái chú Tâm ổng mới mở mắt thức dậy. Bởi vì lần này ổng nghe là cái tiếng này sao mà nó kỳ quá. Như thể những cái con vật mà nó thèm thuồng cái gì vậy đó. Chú Tâm mới mở mắt ra. Chú dòm lên trên qua cái ánh sáng đèn dầu rất là nhỏ. Thì chú Tâm ổng thấy, ổng thấy là bà Thư á, bà đứng kế bên hông luôn, bà dòm vô bên trong. Nhưng mà do hai người đang ngủ ở trong cái mùng, dòm ra cái mùng thì cái tầm nhìn của mình nó cũng bị hạn hẹp lại rồi, nó hạn chế lại rồi, đâu có dòm rõ được cái gương mặt và dòm được mắt mũi hay sao đâu. Chỉ thấy là mẹ mình đứng đó mà chồm cái người vô và dòm cô Liên. Dòm cô Liên chứ không phải là dòm chú Tâm. Chú Tâm mới giật mình, chú Tâm mới hỏi mẹ ơi sao có chuyện gì không mà mẹ ra đây mẹ đứng vậy mẹ. Không có gì hết trơn á. Hai đứa con ngủ tiếp đi. Mẹ thương, mẹ nhớ, mẹ da mẹ dòm chứ không có gì hết trơn á. Hằng ngày ở chung với nhau thì làm gì có cái chuyện mà nhớ các bạn. Vậy á mà bà nói bà nhớ. Rồi nói xong cái bà mới quay mặt bà đi vô trong buồng. Mà cái cảm giác của chú Tâm lúc đó trời đất ơi sao mà cảm giác nó kỳ quá trời kỳ luôn. Thì đêm đó nó xảy ra cái việc như vậy. Đến cái đêm, cái ngày hôm sau, vào khoảng cái giờ mà gần tối á, thì hai anh em mới đi làm về. Cảm giác cái nhà sao mà bữa nay nó có cái mùi hôi kỳ cục quá. Thì cô Liên á lại cảm nhận được là cái mùi hôi nó phát ra từ ở trong cái buồng của mẹ mình. Cô Liên mới nói mẹ ơi, mẹ có nghe cái tiếng cái mùi gì mà nó hôi quá không mẹ? Mẹ có nghe gì đâu. Có cái gì hôi đâu con. Dạ sao con nghe trong phòng mẹ gì đó có cái mùi gì nó hôi nó phát ra ngoài đây là mẹ ơi. Mẹ coi có con chuột con gì nó chết nè mà mẹ không thấy không? Có con chuột chết mà mẹ quăng nó ra ngoài rồi. Vậy hả mẹ? Vậy thôi để con đi lấy mấy cái lá rừng cho con xông lên cho nó thơm nghe mẹ. Cái cô Liên mới đi ra phía sau lấy ra rừng xong rồi mới đem vô thì nó đỡ được cái mùi các bạn. Bởi những cái người mà người ta sống gần đồi gần núi này nọ đó thì người ta luôn có những cái loại lá hay hoặc là cái loại cây rừng này nọ nó đặc trưng lắm. Nó làm bán cái mùi và chính vì bán cái mùi đó cho nên là ông Bảy á với bà Bảy đi qua đây để mà thăm hai người. Mà con quỷ nó biết, con quỷ nhập tràng nó biết. Lúc mà đi qua đó thường thường là đi qua ban đêm không à. Bởi vì chú Tâm và cô Liên thì đi mằng từ sáng sớm và đến sập tối rồi mới về. Ông bà Bảy muốn thăm là chỉ thăm ban đêm thôi. Cái ông bà Bảy mới đem trái cây này nọ là đi qua thăm. Tại vì đã nghĩ với lòng mình và xem hai người này như con ruột rồi. Định là khi mà phù hợp thích hợp đó là sẽ kêu hai người về ở chung. Cái lúc mà ông bà Bảy đi qua con quỷ nó biết. Nó trong nhà nó mới kêu hai anh em ở ngoài đây là cũng đem cơm này nọ mặn đem vô trong phòng, đưa trong phòng thôi. Chứ không có được đi vô trong phòng để mà ăn chung. Hay hoặc là bà Tư mới đi ra. Tại vì lúc đó các bạn cũng là hơn cả tuần lễ rồi. Cái thân xác của bà Tư á nó bắt đầu chuyển đổi một rửa rồi. Bây giờ con quỷ đâu có đi ra. Đi ra nó sợ biết. Đó thì nó biết ông bà Bảy đang đi qua. Nó mới nói hai con ơi, ai qua bên nhà mình ai cũng vậy hết trơn nghe, thì tụi con phải nó giấu nói là mẹ không có ở đây nghe chưa. Ủa đâu có ai qua đâu mẹ, mà sao mẹ dặn vậy? Mẹ dặn rồi, tụi con nghe lời mẹ, không có được cãi lời mẹ nghe không. Ai qua hỏi mẹ hay là cái gì á
thì cũng không được nói là mẹ có trong nhà, nghe chưa? Và cái giọng điệu của bà nói bữa nay có cái phần nó rùng rợn. Cô Liên và chú Tâm tuy cũng có cảm giác sợ và có cái gì đó nó bất an trong lòng lắm, nhưng mà do là quá thương mẹ rồi, bởi vậy giấu và không có dám nói cái điều đó ra. Đó, thì đó cái ông bà Bảy mới đi qua cả nhà. Mà bữa nay ông bà Bảy bước vào trong nhà, cảm giác cái nhà này nó lạnh. Và khi ông bà Bảy dòm Tâm và Liên, ông bà Bảy cũng giật mình. Tại vì Tâm và Liên á, tiếp xúc và ở trong nhà với con quỷ, cho nên là mặt mày của hai người á, cái kiểu nó cứ trắng trắng trắng, mà nó trắng xanh theo kiểu là không có sức sống vậy đó. Nhưng mà thấy hai người vẫn khỏe mạnh, có cái là gương mặt nó nhợt nhạt nhợt nhạt. Ông bà Bảy nói tụi con bằng cái gì mà sầu tàu thấy á, đứa nào đứa nấy mặt mày gì mà không có máu vậy, trắng nhợt nhạt. Cái điều này là mằn mụn quá, ngủ không được hay gì hay sao mà hai con mắt cũng mà đen đen hết trơn vậy. Chú Tâm với cô Liên thì giấu, bởi vì á mấy ngày nay là kiểu mà cứ ngủ không có được sâu giấc, cứ chập chờn là con quỷ nó đang hút sinh khí các bạn. Đêm nào nó cũng ra, nó hút, phải hút một cái một là hết đâu. Nó làm cho cái sinh khí, cái dương khí của hai người giảm giảm từ từ, nó bắt năng, thịt. Đó. Cho nên á là chú Tâm và cô Liên sắc mặt mới trở nên như vậy. Cái ông bà Bảy á hỏi thăm một hồi, cái hai người cũng nói không có sao. Nhưng mà ông bà Bảy thì lại là cái người có kinh nghiệm, rồi đã nói trước với nhau rồi, đi qua đây á cái gì cái cũng đừng có nhắc nhiều tới cái việc mà bà Tư. Tại lỡ nhắc tới việc bà Tư á, hai đứa con lại nhớ nhung mẹ mình. Bởi vậy là không có hỏi là bà Tư có ở nhà hay không. Có một cái á, là ông bà Bảy khi mà bước vô đây rồi á, cái cảm giác nó xa lạ cực kỳ so với thường ngày. Hồi trước mỗi khi qua thăm luôn luôn là có cái cảm giác thân thương, mà trong nhà thì nó ấm cúng lắm. Ai dè đâu á, bữa nay đi qua mà cái cảm giác nó cứ giống như là đi vô một cái chỗ nào mà nó lạnh như nghĩa địa vậy đó. Kỳ cục lắm, bởi vì quỷ mà nó ở mà cả nhà. Người thường mình đi vô là cảm giác nó kỳ liền. Đó. Cái nói chuyện xong xuôi rồi, ông bà Bảy á mới nói là đem qua ít trái cây cho đem lên cái bàn thờ cúng. Thì cái lúc này ông bà Bảy mới dòm lên cái bàn thờ, thấy cái bàn thờ nó lệch hướng. À, thì ông bà Bảy mới hỏi, ủa sao bữa nay á cái bàn thờ nó không có giống như thường ngày vậy mấy đứa? Chú Tâm và cô Liên thì đã giấu mà, cái việc này là do mẹ mình kêu. Và nếu bây giờ nói là mẹ mình trở về kêu sửa cái bàn thờ vậy đâu có được. Nhưng mà cái lúc mà ông Bảy hỏi gấp quá, mà tính tình của hai anh em thì thật thà, cô Liên á thì có còn nhỏ nữa, cho nên có nói mẹ thì vừa nói mẹ vậy đó, định nói là mẹ con kêu, thì chú Tâm ông mới ngăn lại. Ông nói mẹ gì, mẹ gì, mẹ hồi trước á. Cái cô Liên cũng biết nghe, cô im. Thì ông bà Bảy cũng dòm vô thấy cái gì nó kỳ kỳ, xong hai này bữa nay nói chuyện nó khác bình thường quá. Ông bà Bảy mà hỏi lại, ủa bay nói mẹ gì vậy Liên, sao nói nửa chừng lại ngưng, rồi mẹ lúc trước là mẹ làm sao vậy Tâm, bay nói gì mà tao không hiểu gì hết trơn vậy? Chú Tâm ông mới bào chữa, ông mới nói dạ hồi trước á khi mẹ con mắc, mẹ con đi á thì mẹ con nói có dặn lại tụi con á là phải xây cái bàn thờ như vậy. Thì chính vì nói lãng qua cái việc như vậy đó, ông bà Bảy mới tuy là khó hiểu, không hiểu tại sao mà bà Tư lại kêu là chuyển cái bàn thờ khi trước khi đi á, trước khi chết trong rừng á, thì lại nói là chuyển cái bàn thờ như vậy. Nhưng mà thôi, chắc là cũng có lý do gì, tại vì hồi trước thì cũng dân tứ xứ lại đó ở các bạn, chứ không phải là cái kiểu dân bản gốc đồ nhiều, cho nên á là mỗi người có phong tục giống như là gia đình nó khác nhau. Ông bà Bảy cũng thôi cũng cho qua. Cái đi về thì hai người mới đi về mới nói nhau rằng nó nói, ủa sao mà cái bàn thờ vậy đó, giờ ông biết cái chỗ nào mà có cái phong tục kỳ vậy không?
Ông bà Bảy mới nói là không có biết. Nhưng mà thôi đi, kệ đi, con Tư chắc nó có lý do của nó. Mà nhắc tới bàn thờ tôi mới suy nghĩ như vậy, bà coi coi được hay không. Bà Tư, bà Bảy mới nói là ủa, ông suy nghĩ như sao? Tôi thấy như vậy, tuy là không tìm được xác của con Tư, tôi với bà mấy ngày nay cũng cố gắng đi men men rừng để dòm rồi mà không có thấy. Nhưng mà không thể nào mà để cho nó chết mất xác rồi không có thờ cúng như vậy. Mà theo như tôi đoán đó, thì con Tư á, cái bữa mà nó đi qua nó nói chuyện kiểu chăn chối với mình, sức khỏe nó cũng yếu lắm rồi, cho nên nó không thể nào đi xa được. Bởi vậy tôi với bà mới đi vòng vòng ở trong mé rừng để mà kiếm. Thì thôi bây giờ tôi với bà đi vô trong đó, kêu tên kêu tuổi của nó, kêu nó về, rồi lập cái bàn thờ cho nó ở phía sau nhà. Sau này á, đợi khi mà hai đứa nhỏ nó trưởng thành, nó lập gia đình này nó rồi đó, tôi với bà sẽ nói cho tụi nó biết, để tụi nó đem cái hương khói của mẹ tụi nó về để mà thờ. Thấy ông Bảy nói hợp lý cho nên bà Bảy đồng ý ngay. Qua ngày hôm sau, ông bà Bảy mới đi vô mé rừng. Chuyện đó Phan Hà nói, chúng ta lại nói tiếp tới cái đêm này. Cái đêm mà ông bà Bảy đi về nhà rồi thì chú Tâm và cô Liên ở lại ngủ trong nhà. Đang văn mùng rồi nằm mới có thiêm thiếp thôi, thì con quỷ nhập tràng trong cái xác bà Tư á, nó mới đi ra. Nó đi ra mà cái vẻ nó hậm hực lắm nha. Có điều mặc dù lúc này đây đã được cái lá rừng này nó bán cái mùi hôi đi rồi, nhưng mà đến khi á, con quỷ nhập tràng đi lại gần á, cái mùi hôi nó cũng rất là dữ. Nó đi lại nó làm vậy hậm hực, nó nói chuyện hậm hực lắm nha. Nó nói hai đứa bay á, nghe mẹ nói nè, sau này á là không cho ai vô nhà nghe chưa. Chú Tâm giật mình thức dậy nghe mẹ mình nói vậy, cô Liên cũng nằm kế bên, mà lúc đó là hai người kiểu mà nói chuyện với mẹ mình cảm giác không còn là kiểu mà thân thiết như hồi trước, cái nỗi sợ nó nhiều hơn. Cái chú Tâm mới nói dạ vậy là sao mà không cho mọi người qua, mà không cho mọi người qua cũng được mẹ, nhưng mà có một cái là ông bà Bảy á, nào giờ thương mình dữ lắm, sao mẹ không cho ông bà Bảy qua được không mẹ. Hai người kiểu mà cà rung cà sợ nói chuyện mà cũng cà dấp lấp la lấp lửng vậy đó các bạn. Con quỷ nhập tràng nó mới nói nghe lời mẹ, không có cho ai vô, ráng đi, ít ngày nữa thôi, à mà không, vài ngày nữa thôi, thì tụi con muốn cho ai vô thì vô. Cái nó nói ngọt lại. Chú Tâm với cô Liên tự động biết sao mà giọng nói của mẹ mình bữa nay nghe quá đáng sợ luôn, nhưng mà cũng dán kìm nén cái nỗi sợ và dạ thưa. Xong rồi con quỷ nó đi vô cả nhà. Chú Tâm với cô Liên tuy rất là có cảm giác bất an rồi sợ hãi này nọ, nó kỳ cục lắm. Con cái thôi, mẹ mình mà, chắc là do mẹ bị bệnh đợt đó rồi bị này bị kia, thôi để bữa nào mình đi hỏi thầy thuốc. Cái nó đi vô ở trong á nghe, mà ban đêm ban hôm á cứ lâu lâu nghe cái tiếng giống như là rên rự rự giọng, tại vì nó dán nó giữ cái xác cả nhà, cái xác mà một rửa là nó đâu có giữ được lâu, bởi vì nó dán nó giữ, nó phát ra những cái âm thanh vậy đó. Đó, thì ông bà Bảy sáng ra là bữa hôm sau á mới đi vô trong mé rừng. Nhưng mà hai ông bà cũng lớn tuổi, mé rừng thì nó lớn. Với lại hai ông bà cũng muốn á, là kêu tên gọi họ của bà Tư về. Kêu tên gọi họ bà Tư về phải đi sâu sâu vô một chút, rồi đi thật là kỹ, cứ đi ít bước lại kêu. Rồi ông bà cũng sức khỏe không đâu có phải là quá mạnh đâu, kêu rồi cũng mệt, rồi phải đi đường, rồi phải kêu lớn này nọ, kêu tên tuổi của bà Tư để bà về. Thì đâu phải một ngày là xong cả nhà, đâu 3-4 ngày vậy đó thì mới đi giác được cái mé rừng, rồi mới về theo cái hương khói đó, lập cái lư hương đó, đi về nhà đem ra phía sau nhà để.
chứ đâu có để được trong cái nhà 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 chính. Cái mới để ra phía sau nhà, để nhà chính thì mai mốt nè chú Tâm cô Liên về ở rồi biết sao, mới để phía sau á. Ta nói ngay cái đêm đó luôn các bạn. Nhưng thôi, Bảo kể, Phan hãy kể cái đêm đó trước. Để buổi trưa, cái buổi trưa của cái ngày đó đó nha, thì chú Tâm với lại cô Liên đang đi mằn này nọ đó. Cái chưa về, tại vì về phải nấu cơm nước đồ cho mẹ. Nhưng mà thường ngày là đi sáng sớm, chiều sập tối mới về. Có một cái là sáng sớm bữa nay á, là đâu có chừng là 3-4 giờ sáng là con quỷ nó gặp chàng nó kêu rồi. Nó nói là trưa nay phải về à. Thì hai người á mới về, về rồi nấu cơm, nấu nước này nọ. Hai anh em cũng ăn uống qua lo thôi. Rồi mới đem vô. Đem vô thì lúc này á, con quỷ nó nói: bữa nay hai đứa con đừng có đi màn à, nằm mà nghỉ ngơi đi. Cái chú Tâm với cô kia, cô Liên mới nói là: ủa mẹ ơi, hứa màng với người ta rồi, đâu có bỏ vậy được. Sao mà ở nhà được mẹ? Tụi con không thương mẹ hả? Mẹ kêu ở nhà thì ở nhà, đừng có đi đâu nghe tụi con. Tụi con mà bỏ đi, đi màng á, không ở nhà với mẹ, mẹ buồn. Cái chú Tâm với cô Liên nghe nói vậy, tự nhiên mà cái giọng nói nó kỳ lắm, rùng rợn lắm. Mà hai người không biết suy nghĩ sao giờ, biết làm sao cho nó phải. Đi á thì sẽ làm việc cho người ta, mình hứa rồi. Còn ở nhà mình đã mắc cái việc làm rồi. Còn nếu không nghe tôi lời mẹ thì mẹ buồn. Mà cái cách nói như vậy đó là biết sao. Thôi đành lòng nghe mẹ thôi. Trưa đó hai anh em thì đang nằm, bây giờ không có việc gì mà định nói chuyện với bà Tư. Nhưng mà nói bà đâu cho vô. Bà nói thôi hai đứa đi ra ngoài nằm đi, ngủ đi tụi con. Thì trời lúc đó bên ngoài cũng chuyển mưa cả nhà. Hai người thấy rồi cũng không có mặn gì hết trơn, mà trời chuyển mưa thì nó tối. Cái hai người mới nằm ngủ. Con quỷ nhập trạng đi ra nó hút dương khí á. Nó làm cho cả hai người luôn, chú Tâm với cô Liên là mơ hồ luôn, không có ngủ li bì luôn. Thật. Đó thì tối cái đêm đó nha, nó định là đêm nay là qua cái đêm mai nữa, không chừng là gần sáng là nó bắt hồn của chú Tâm với cô Liên rồi đó. Thì tối đêm đó, tối cái đêm mà ông bà Bảy mà đưa cái lư hương về nhà đó, là buổi chiều làm xong rồi, để cái lư hương ở ngoài sau nhà đó. Mệt quá mệt đi, hai ông bà mới vô ngủ. Ngủ khi trời sập tối đó mới nghe cái tiếng kêu. Kêu phía bên ngoài á, đâu có vô nhà được. Bà Tư bà về cả nhà. Bà nhờ là ông bà Bảy kêu hồn gọi vía này nọ nè, thì bà theo đó bà về được. Chứ lúc trước bà về đâu có được. Bà đi với đó bà chết rồi, bà quỷ bị con quỷ nhập tràng nó nhập vô, bà biết nhưng mà bà đâu có đi ra khỏi được đâu. Mà nhờ ông bà Bảy kêu vậy bà mới về được. Cái bà mới về. Bà về bà không có vô nhà được, mà làm như bà biết cả nhà. Bà biết là con bà gặp nguy hiểm này nọ đó, bà mới kêu: anh Bảy, chị Bảy ơi, anh Bảy, chị Bảy ơi, cứu con Liên, cứu thằng Tâm, anh chị Bảy ơi. Kêu bằng sùm ở ngoài chứ, kêu bằng cái hoài không có ngưng các bạn. Kêu liên tục. Cái lúc đó đó, ông bà Bảy ở trong nhà nghe cái đó. Ủa sao kỳ vậy? Bà ơi, bà có nghe tiếng gì không? Sao tôi nghe sao giống tiếng con Tư quá. Bà Bảy mới dán lắng tai nghe. Lắng tai nghe cho kỹ thêm một lần nữa. Thì thật sự kêu liên tục luôn. Rồi mới bà mới dung lắc mấy cái cây ở ngoài cả nhà. Mà trời thì chuyển mưa, cứ tưởng gió. Con cái là bà dung lắc, bà cào cào vô cái mái nhà. Cái ông bà Bảy mới giật mình. Ê, hình như cái tiếng của con Tư thiệt ông ơi. Mà không lẽ nó về? Mà sao nó về mà nó kêu cứu thằng Tâm với con Kiên là sao? Ông bà Bảy mới lồm cồm ngồi dậy, bước ra bên ngoài. Đi sang một bên thì thấy á, là vong hồn của bà Tư á, bà đứng tựa vô một cái cây. Bà hiện hình ra luôn nha. Lúc bà đi sao thì bây giờ bà hiện hình y chang vậy đó. Bà mới nói: anh chị Bảy ơi, đi kêu thầy, đi nhờ thầy
cứu hai đứa con của tôi. Bà nói được vậy cái tự nhiên cái bà biến mất tiêu. Ông bà Bảy thì lúc này cũng trời đất ơi, sao nó hiện hồn vậy? Cái nó nói vậy rồi nó mất tiêu, giờ biết làm sao? Mà tại sao cứu hay là hai đứa nó ở bển có bệnh hoạn gì? Mặc dù rất là mệt nhưng ông bà Bảy á vẫn quyết định đi qua bên nhà của bà Tư. Thì ở bên trong làm như con quỷ nó biết cả nhà, quỷ nhập tràng nó biết. Bà Tư bà về nhà bà bảo vệ con mình chứ. Con cái á là người thường mình mà sao biết được cái lúc đó diễn biến làm sao. Chỉ biết được là ông bà Bảy á khi mà đi qua nha, đi vô trong nhà thì gặp chú Tâm với cô Liên. Sao mà nó ngủ ban đêm ban hôm mà nó không văng mùng văng miết gì hết trơn á. Nó cứ nằm đó hoài, nó ngủ ly bì. Nhưng mà hai ông bà thì nãy nghe kêu cứu, giờ vô gặp hai người nằm vậy thì quảng hồn quảng vía, tưởng là bị cái gì. Chạy sọc vô rồi thì thấy hai người nghe thấy giống như xỉu vậy đó. Hơi thở thì còn nhưng mà yếu ớt lắm. Cái lời coi là thấy kêu hoài không tỉnh đi. Thì lúc này á, con quỷ nhập tràng nó giả cái tiếng bà Tư, nhưng mà con cái là ông bà Bảy biết giả không có giống. Nó trong buồng nó kêu ra, nói ông bà qua đây làm cái gì. Nó không kêu là anh Bảy chị Bảy mà nó kêu là ông bà. Cái ông Bảy và Bảy giật mình rồi nghe, ai vậy, ai ở trong buồng vậy? Tôi là mẹ tụi nó nè, ông bà qua đây làm cái gì? Ông bà Bảy giật mình nghe, nói ủa sao mà trời ơi, cái chuyện gì vậy? Người thường mà cả nhà kinh nghiệm, nhưng mà dẫu sao ông bà Bảy vẫn là người thường, đâu có biết được mà tự động sao nãy do nghe cái tiếng rõ ràng là bà Tư bà hiện hình hồn về, mà bây giờ qua bên đây nghe cái tiếng thì nó na ná giống, chứ nó không phải là quá giống. Mà cái tiếng lại đuổi mình ra, kêu mình đi rồi là sao? Cái ông bà Bảy mới nói sao mà con Tư hả? Con Tư bây giờ hả? Tôi nè, ông bà đi ra cho mẹ con tôi ở nhà ngủ, vô đây làm cái gì hả? Kêu bằng nói theo kiểu là nạt nộ vậy nha. Ông bà Bảy tự nhiên lạnh người, nổi hết da gai ốc trong người là kiểu giống như là chân cẳng nó bủng rủng ở trên cả nhà. Thì hai ông bà phải chạy ra bên ngoài chứ đâu có dám ở trong. Mặc dù là rất là thương chú Tâm với cô Liên, có một cái là hai người chạy ra ngoài. Vừa chạy ra ngoài thì làm như bà Tư bà khiến hay sao các bạn, là hai người chạy về luôn. Chạy về nhà nhưng mà không dừng lại. Chạy về nhà rồi á, cái ông bà mới đi ra phía sau chỗ cái lư hương của bà Tư mới khấn vái. Nhưng mà đâu phải bà Tư mới muốn hiện hình về là hiện hình về liền đâu. Ông bà Bảy cứ khấn vái hoài vậy mà cũng không thấy có sự tác động gì. Ông bà Bảy cứ nói thôi bây giờ á, tôi sao mà tôi nhìn vô cái nhà đó tôi thấy cảm giác nó âm u làm sao á. Với lại ông thấy không, nếu như là bình thường á thì đâu có cái kiểu mà tôi với ông mà nổi da gà rần rần như vậy. Ừ, bà nói cũng đúng á. Với lại trước đó thì thấy dòng hồn con Tư nó hiện về, nó đứng ở chỗ gốc cây đằng đó đó. Nó nói là cứu con nó, mà kêu thầy thì chỉ có liên quan đến cái việc là tâm linh thôi. Chứ hai đứa nhỏ cũng phải cày cày đó mà làm sao mà bệnh hoạn gì được. Thôi bây giờ vậy, tôi với ông á đi nhờ hàng xóm đi. Rồi nhờ luôn cả ông thầy thuốc ở gần đây. Còn ông thầy pháp, thầy bùa á thì ông ở khá là xa. Giờ hai đứa nhỏ nằm thiêm thiếp vậy làm sao được. Nếu như mà tâm linh hay là bệnh bình thường gì mình đi mình kêu ông thầy về thôi, hai đứa nhỏ nó chết rồi. Cái ông bà Bảy thấy vậy cúng kiến dữ lắm mà cũng không có thấy là bà Tư bà hiện hình nữa. Tại vì lúc đó bà Tư làm như bà ở bển á, bà giữ con, bà đâu có hiện hình gì được đâu. Cái ông bà Bảy thấy vậy á mới chạy qua kêu bằng kêu quá trời nhiều người luôn. Mà thật sự ra nhiều, đối với ông bà Bảy là chỉ có khoảng được chừng chục người rồi cả nhà. Nó được cũng kêu thêm một ông thầy thuốc. Thì cái ông thầy thuốc đó ông đi chung, đi qua bên nhà của bà Tư, làm như đông người quá cái dương khí nó mạnh. Đi vô trong nhà rồi á, cái con quỷ nó nạp ra nha. Nó đi ra làm cái gì. Lúc đó mọi người mới đứng là kiểu mà đứng mé cửa nhìn vô á, thì nó làm vậy.
cái mọi người mới dòm vô thấy là cái bóng của cái dáng ông bà Bảy dòm vô mình liền, giống y chang cái tướng của bà Tư. Cái mọi người nói thôi bây giờ vô trong đi coi mấy đứa nhỏ là sao, sao cái tiếng giống giống như cái tiếng của chị Tư. Thì mấy người mới nhào vô cái nó chạy vô trong buồng, chạy trong buồng cả nhà, dương khí mạnh đâu có dám. Cái ông thầy thuốc ông Lợi ông nói là mấy đứa này là theo cái kiểu nó đâu có bệnh hoạn gì đâu, nó chỉ là yếu sức này nọ thôi. Cái ông mới đi kêu ha là phải bồng hai đứa nhỏ ra, bồng hai đứa nhỏ ra rồi á đi qua bên nhà gần đó đem vô rồi cho uống thuốc. Còn ở bên cái nhà này á thì nó ở bên trong nó gầm gừ làm dữ lắm, cả nhà đập cửa đập đó. Mọi người mới nói thôi bây giờ á ở đây thì không có thầy bùa thầy pháp gì hết trơn á, nhưng mà sao nhìn cái dáng giống chị Tư quá, không biết chị có đi vô rừng rồi chuẩn bị cái gì rồi, rồi khi bị điên loạn này nọ không, cả nhà người ta cũng suy nghĩ như vậy. Tại vì trong cái tình huống đó mà thì xúm nhau mới quyết định á là phải đẩy cửa vô, đẩy cửa buồng vô thì nó xuất hồn ra cả nhà. Đẩy cửa buồng vô cái thấy là thấy cái xác bà Tư không à, mà lâu rồi cho nên á thúi dữ lắm, hôi thối dữ lắm. Gặp cái xác bà Tư ai cũng giật mình chưa dám lại gần. Nhưng mà sau đó đó ông bà Bảy cũng nhờ vài người chạy đi mời ông thầy, mời ông thầy về cả nhà. Đến sáng ngày hôm sau ông về mới dám đi vô cái xác coi cái xác, rồi mới đem bà Tư đi chôn. Ông thầy cũng kêu đi chôn đi, đi chôn cắt rồi ông mới kêu một cái người á hợp số với bà Tư ngồi xuống rồi ông gọi hồn bà Tư về. Bà Tư bây giờ được, bà về xong rồi bà kể, bà nói là bà đi vô trong đó đó là cái bệnh hoạn á nó làm cho bà thêm thiếp gần chết, rồi con quỷ nó đứng nó đợi, đợi cho bà vừa tắt hơi là nó nhào vô liền. Rồi cái vong hồn của bà đâu có đi ra khỏi đó được, giống như bị con quỷ nó kiềm chế đó vậy đó. Rồi ông bà Tư vô kêu này nọ thì bà Tư mới về, ông bà Bảy á đi vô kêu này nọ bà Tư mới về được. Về được rồi nhưng mà cái hồn của bà mới mắc, bà hiện hồn lên vậy là cũng dữ lắm rồi, bà mới về bà giữ con. Ông thầy hỏi sao sao nói ranh mạch ra trơn luôn. Bà Tư bà nhà bà dựa vô rồi bà nói rành hết trơn vậy đó. Thì khi mà bà nói xong á, bà nói xong thì ông thầy mới nói thôi bây giờ được rồi, yên vị lại đi để thầy tính cho. Tại vì ông thầy không biết là con quỷ này nó chưa có chịu buông đâu. Thì ông mới kêu bà Tư thôi xuất ra. Xuất ra rồi ông an bài cho bà Tư chôn cất này nọ xong xuôi hết trơn rồi á. Chú Tâm với cô Liên với lại ông bà Bảy đau lòng nhưng mà bây giờ là phải tìm cách. Thì ông thầy ông mới nói bây giờ đốt cái nhà này đi, đồ đạc cái gì cần đem ra hết đi. Rồi đem ra là phải ông lấy bùa ông dãy nha, chứ không phải là xài được liền đâu. Ông làm xong rồi ông kêu thôi bây giờ đốt cái nhà này đi. Rồi cái con quỷ đó đó, con Tư nó chỉ cho tao cái chỗ đó rồi, bây giờ nó xuất ra nó về chỗ đó đó, tao vô giọng tao bắt. Thì ông thầy đó cuối cùng đi vô trong đó đi mình ơn nè, đâu biết con bắt làm sao cả nhà. Nhưng mà sau đó rồi thì chú Tâm với cô Liên là yên ổn, không bị gì nữa trơn. Rồi bà ông mới về, ông cho nhập xác lần nữa. Bà Tư bà mới nhập vô, bà nói là hai đứa con là khi mà dáng sống này nọ thôi má đi, má không có còn ở đây được cái tụi con. Hai anh em thì cũng buồn cũng khóc, nhưng mà phải biết cái lời tâm nguyện của bà Tư mà, hai người cũng làm theo. Thì từ đó sống chung với ông bà Bảy luôn cả nhà. Rồi, câu chuyện xa xưa về quỷ nhập tràng đến đây là kết thúc. Bảo xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.